Chào tất cả mọi người. Bữa nay nhà mình đi chơi Tết Trung Thu mọi người. Hôm nay đi ra vùng Cabramatta để coi hội chợ Trung Thu của người Việt ở Úc này có gì. Bây giờ mời mọi người đi theo TJ Family nha. Tết Trung Thu thì diễn ra hàng năm ở vùng Cabramatta này mọi người, được hội đồng thành phố Fairfield tổ chức hàng năm, tại vì vùng Cabramatta này thì là vùng tập trung người Việt mình, với là người Việt gốc Hoa buôn bán và sinh sống rất là nhiều ở cái vùng này, nên năm nào cũng tổ chức ở đây. Tết Trung Thu ở Úc này thì người ta hàng năm thì tổ chức những cái khu vui chơi giải trí cho trẻ em này mọi người, có những cái gian hàng bán đồ ăn và có những cái văn nghệ. Hôm nay mấy tiệm bán đồ ăn làm ăn ra là đây, có tiệm bán bánh mì thịt. Alright, there we go, there guys. Who's gonna be the next lucky winner? I'm walk on by, walk on over. Grab yourself a ticket over here, guys. $2.80 or $5.10. So scary. Now you've got to match up $100. Đây là sân khấu chính nè. Yeah, dragon, yeah. Đây là quảng trường thương xá tự do ở Cabramatta, đây là cổng chào. Đây còn bán áo dài nữa này. Lúc thank you.
đi ra cái đường trục đường chính là đường John Street à. Ở đây người ta bán có những gian hàng bán đồ ăn với là trưng bày một ít sản phẩm của những cái công ty. Bánh. Bán đồ ăn mùi bay thơm quá. Quầy cái bán cá viên chiên này. Nên có Hello Kitty cái gì này mùi thơm quá, thơm giống mùi bò nướng lá lốt à. Chỗ nào bán đồ ngon, ăn ngon thì xếp hàng dài luôn. Hai bên đường là những cái nhà hàng đồ quán ăn của người Việt mình mọi người. Ramata này thì ngày thường cũng đã đông rồi, chứ được nói là những ngày có những cái lễ hội như thế này thì rất là đông. Như chơi trần ngửi mùi thơm không? Lâm linh. Thơm quá nhỉ. Đây, hai bên đường có những tiệm bán đồ ăn vặt như này nè mọi người. Okay. Xoài lắc, cóc lắc. Bánh trung thu rồi nhỉ.
Cái này là moon cake. Đi xuống đây rồi mới biết là người Việt mình ở Úc này rất là đông á mọi người. Cộng đồng người Việt mình ở Úc này cũng lớn lắm á. Đông quá chừng mà. Này bán gì lông nem nướng nên là không vào nhìn nó xếp hàng mua đông quá chừng bán nem nướng với vỏ la lốt bán bò viên chiên đây là nhà băng à, mọi người ra đi chơi người ta rút tiền quá chừng à rút tiền cũng phải xếp hàng đó. The Lay Dance troupe that is performing right now and also at 8:30 there will be fireworks. So please turn your attention to the road, to Roku. Our Lay Dance troupe is performing right now. Please give them a big round of applause. Thank you.
pháo bông xong rồi mọi người. Bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Đó là Tết, một cái Tết Trung Thu ở Úc diễn ra như thế nào. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho TJ Family. Hẹn gặp mọi người video lần sau nha. Bye.